Chào mừng các bạn đã đến với series Đuổi VL và tôi sẽ xem tất cả những cái gì mà nó kỳ lạ nhất ở trên YouTube. Bảo Ren là ai ạ? Thì có một cái việc mà tôi cảm thấy rất là lạ khi mà tôi xem lại những ai đã đăng ký kênh của tôi. Tôi biết là cái giới trẻ khi mà nó xem được cái content của tôi ngày trẻ ấy, lớn lên chúng nó thành những cái thằng bệnh hoạn hết. Bắt đầu đăng ký từ ngày 16 tháng 7 2015, lúc ấy tôi đang làm gì nhỉ? Bell. Được chưa? Cái gì? Tôi mặc quần này thì không cho vào. Lên nào em ấy. Ui khỏe đây. Ôi, trông ghê vậy. Bảo Gen là ai ạ? Nguyễn Quốc Bảo, chàng vlogger sở hữu 725.000. 725.000. Người đăng ký và nút bạc từ YouTube và sắp sở hữu nút vàng từ YouTube là ai? Anh Sơn nha, xem lại tất cả những cái gì mà mình viết đi nhá. Trong những năm gần đây, YouTube thật sự đã trở thành một nền tảng không thể đùa. Một trong YouTuber Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất hiện nay chính là Nguyễn Quốc Bảo. Là một chàng trai trẻ nhưng đầy nghị lực và sở hữu một khuôn mặt điển trai. Nên Bảo Gen rất Nên Bảo Gen là trọng tâm của các nhiều bạn fan trẻ tuổi nhỏ. Khuôn mặt rất điển trai. Và chọn ngay một cái ảnh mà có chữ U-Like ở đây. Cái đồ đạo đức giả này. Đấy không phải là khuôn mặt xinh khi mà nó có một cái chữ U-Like ở đây. Anh ta cũng là một gương mặt đáng chú ý cho các bạn trẻ qua những clip hài hước gây tiếng cười. Tôi nghĩ rằng để nói về hài hước thì nó có rất nhiều kiểu. Nhưng mà hài hước gây tiếng cười thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái kiểu hài hước mà dành cho những con robot. Những người thực sự lúng túng những gì mình đang xem đến cái mức mà người ta phải có chỉ dẫn để cười lúc nào ấy. Những con người sẽ nhìn các bạn với ánh mắt. Ngang phè phè. Cuộc sống là 1 cộng 1 bằng 2. Không chớp mắt. Thật ra là cái chủ đề về tiếng cười thì chúng ta đã nói khá là nhiều rồi, cho nên chúng ta phải học hỏi, đúng không ạ? Cái sao bốt này xong rồi một cái... Tôi nhớ là tôi đã từng được lên những tờ báo như thế này. Chứ người ta gọi đến, người ta phỏng vấn đây. Giống như là Thanh Sơn ở đây thôi, cũng liên hệ với cả Bảo Ren để cho em viết tờ báo. Nhưng mà tôi không biết cái trải nghiệm của Bảo Ren như thế nào. Nhưng mà trải nghiệm của tôi là tôi đưa ra những cái câu trả lời cho phỏng vấn thì 90% của tôi được chỉnh sửa hết lại. Đây lại nữa là chàng trai 23 tuổi đam mê thu nhập công nghệ. Đặt viết báo Sơn danh ma. Ôi thế thì vậy Bảo Gen là ai ạ? Thì tôi có thể vắn tắt cho các bạn là Bảo Gen là một người rất hay nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa rồi ma với quỷ. Thì tôi không biết rằng là Bảo Gen có nhìn thấy Sky không. Nhưng mà đấy, nói gì thì nói, nhìn tất cả cái số lượng view này đi, ai mới gọi là người thắng nào? Chúng ta sẽ thử xem một cái video phổ biến nhất. Video phổ biến nhất, chủ tịch đi chơi gái ngành. Nhưng mà chủ đề chính là chúng ta là săn ma ở đây đúng không ạ? Bảo Gen rẻn bao. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng tắt đèn và bật đèn ở phía sau ấy. À, nội dung video được dàn dựng mang tính chất giải trí và cân nhắc trước khi xem. Ông ơi, hôm dạo này tôi có một cái hiện tượng rất là lạ ấy. Tôi không biết cái hiện tượng này rất là lạ. Anh chẳng ngập trong căn phòng của chúng mình Mormon và Lâm Batula sẽ cùng mình khám phá xem coi là hiện tượng gì đây đang xảy ra trong ngôi nhà wifi của chúng ta. Ôi nào, chính là nó. Nếu mà đếm sơ sơ 5 giây này thôi ấy, thì phải đến 14 cảnh cắt. Nếu mà muốn làm editor cho Bảo Ren thì phải có một cái quy chuẩn nhất định, phải vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi có cảm giác rằng là editor của Bảo Ren chắc chắn sẽ bị nhốt vào trong một cái phòng. Bảo Ren khóa con mẹ cửa vào và bật một cái bài nhạc không nhuận bút ở âm lượng tối đa lên. Giỡn hoài à, tao chưa nghe thấy tiếng càng tồn đề đâu.
thằng trai tên này. Tôi vừa xem cái kết quả sao. Cái gì vậy? Thôi cho con đâu. Xét đi nha. Nè. Ngồi đợi số điện thoại tử thần. Số điện thoại tử thần cơ. Ok các bạn, mình bình tĩnh để mà mình có thể quay lại cho các bạn xem luôn. Tâm linh quá. Nào, chọn tụ nào nào. Chọn tụ, bỏ hết tất cả logic của bạn đi. Hãy chọn một tụ. Bỏ hết tất cả những cái lời khuyên của người khác đi. Hãy chọn tụ. Chọn tụ nào. Đi tìm nhà bà ngoại Granny và cái kết. Rồi xem nào. Rồi được. Với một video là 18 phút. Chà. Đâu Granny đâu. Hơn quá rồi nhá. Đây à. Đây à. Thường đâu anh à. Thật ra tất cả chúng ta ở đây đều có thể nhận ra được một việc là Bảo Gen đang làm những cái content cho những bạn trẻ, những bạn thiếu nhi. Khi mà chúng nó còn trẻ thì chúng nó rất là ngu và chúng nó rất là lạc quan. Tôi không biết là các bạn từng có một cái cơ hội mà có thể ngồi xuống và cãi nhau về bọn trẻ con là có ma thật hay không ấy. Cãi nhau với những người có trải nghiệm tâm linh nó rất là vui. Giống như là cái việc mà bạn đi vào nhà thờ Đức Bà, xong rồi bạn đứng lên và bạn hỏi anh nhà vô hình có nhà không các bạn? Bây giờ tôi vào đây mà tôi nợ anh ấy tiền á. Ôi các bạn lượn cầm mẹ mình đi. Đéo gì. Tôi biết là chúng ta không nên chà đạp lên cái tín ngưỡng của người khác. Tôi khuyên các bạn là không nên làm như vậy. Nhưng một khi đã phải tranh luận rồi thì cái điềm đạm của một người có tín ngưỡng nó là cánh bướm. Nó rất là mỏng. Cho nên trêu bọn trẻ con khi mà chúng nó bực mình thì đã vui rồi. Trêu một người lớn mà có thái độ trẻ con thì lúc đấy chỉ có sướng mà xuất nước thôi. Tôi biết là tôi đang trở nên rất là bổ láo ấy, nhưng mà làm ơn có bạn nào có thể giải thích cho tôi được một cái việc là đóng thuế cho tôn giáo để làm cái gì không ạ? Tạc thêm tượng đặt lên kệ để người dân lại tiếp tục xin thêm tiền. Thôi được rồi, chúng ta có thể gói gọn lại cậu Bảo Gen nhé. Thì thật ra tôi cũng không có bình luận gì nhiều cho cái cậu này cả. Tôi chỉ có một câu là cái gì đẹp thì khoe ra, cái gì xấu xa thì để lại. Thế thôi. Những cái gì tốt thì hãy nói. Thậm chí là mọi người công nhận cái content của Bảo Gen nó bị ngu và làm video chế meme. Nhưng mà thật ra thì tôi cũng chỉ mong là Bảo Gen nhìn nhận tất cả mọi sự việc này nó giống như là một trò đùa thôi. Mọi người đang đùa cợt thôi. Tôi rất ngưỡng mộ cái phong thái làm việc của Bảo Gen, nhưng mà tôi không thích răng của cậu ấy. Răng của cậu ấy nó lộn xộn. Trông răng của cậu giống như là giao thông 6 giờ tối ấy. Đấy, bạn nào thích ghé qua channel của Bảo Gen thì có thể xem. Nhưng mà một khi mà tôi bắt được con của tôi mà xem được Bảo Gen ấy, chắc chắn là tôi sẽ lấy điện thoại của nó và tôi chuyển cho nó một cái gì đấy khác. Tôi sẽ cho nó xem những cái thứ vô bổ thường nhật thôi. Xem ai đấy bị trượt chân trên cái máy chạy bộ thôi. Hay là con ngựa bị nhai đầu bởi con cá sấu thôi. Hay là ai đấy bị cắn bởi con rắn đi. Đi mẹ đấy, xong rồi sưng tấy ở lên đấy. Những cái thứ vô bổ thường nhật đấy thôi, xong rồi chúng tôi cười. Còn xem Bảo Gen thì...